Cuộc đời giá trị xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội và 90% còn lại của vấn đề, đó là cách mà bạn phản ứng với nó. Do đó mà thói quen chi phối hành động thay đổi cả vận mệnh tương lai. Thời gian một đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, vì vậy đừng đợi tới lúc mà bản thân thực sự phạm sai lầm mà quên học hỏi kinh nghiệm của người khác để kịp thời tránh xa những sai lầm nguy hiểm. Đời thay đổi khi ta đổi thay, có 7 điều sau đây cần hết sức cảnh giác vì chúng có thể khiến người trẻ lạc lối, đánh mất bản thân nếu biến thành thói quen. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng tham khảo. 7 yếu điểm hủy hoại cuộc đời nếu không sớm nhận ra. Thứ nhất, sự vô ơn. Nhất định quanh bạn từng xuất hiện kiểu người như vậy. Khi cần nhờ vả, họ sẵn sàng nịnh nọt, thân thiện hết lòng. Tưởng như sẵn sàng đầu rơi máu chảy, vượt lửa qua sông để trả món nợ ân nghĩa. Thế nhưng, tới thời điểm bạn gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ ngược lại. Gọi điện thì họ không nghe, nhắn tin thì họ không trả lời. Tìm tới tận nhà cũng có thể coi như không hề quen biết. Nhìn xung quanh những kẻ này, bạn cũng dễ dàng nhận ra. Chẳng mấy ai thật lòng đối xử tử tế với kiểu người vô ơn như vậy. Các mối quan hệ xã giao bên cạnh cũng chỉ vì lợi dụng lẫn nhau. Họ luôn bị xa lánh, cô lập trong tập thể và không tìm được vị trí hòa hợp cho chính mình. Với kẻ vô ơn thì những người xung quanh sẽ không thèm quan tâm và không bao giờ giúp đỡ nữa. Chẳng ai muốn dành công sức và tâm huyết cho một người mang tâm tình ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thứ hai, sự lười biếng. Có câu chuyện kể rằng, cậu nhóc Kuma theo cha đi đánh xe. Trên đường, người cha nhìn thấy một chiếc móng ngựa sắt bị ai đó đánh rơi. Bèn gọi con dậy và bảo nhặt chiếc móng kia lên. Kuma lười biếng giả vờ không nghe tiếng để đỡ phải làm. Người cha cố thuyết phục, nhặt lên đi con, bán được tiền thì cha sẽ mua cho con anh đào mà con thích nhất. Nhưng Kuma vẫn nằm im. Thấy vậy, người cha bèn tự mình xuống ngựa nhặt lên. Đến chợ, ông đem chiếc móng bán đi, mua được một túi anh đào cầm về. Người cha cũng không thèm gọi cậu dậy, ông chỉ giả vờ đánh rơi một quả anh đào xuống đường. Kuma để ý thấy, lập tức lén nhảy ngay xuống xe, nhặt lên và nhai ngấu nghiến, rồi đuổi theo xe, để lên lại. Sau đó lại một quả, rồi một quả nữa đánh rơi. Kuma cứ liên tục nhảy xuống, rồi lại nhảy lên như vậy thêm mấy lần. Đến khi cậu mệt bở hơi tai, người cha mới bình thản hỏi, "Mệt không con?" Kuma gật đầu. Người cha nói, vậy con thích nhảy xuống một lần để làm việc và nhận phần thưởng xứng đáng. Hay thích nhảy lên, nhảy xuống vài lần chỉ để ăn mót vài quả thôi. Kuma xấu hổ đỏ bừng mặt. Cậu lý nhí xin lỗi và hứa sẽ không lười biếng nữa. Có thể thế rằng người ta lười biếng và cứ ngỡ mình sẽ được nhàn rỗi, sung sướng hơn người khác. Nhưng thực ra, họ đã lầm. Đằng sau sự thoải mái ngắn hạn, họ sẽ phải làm gấp 5, gấp 10 lần, khổ sở hơn bất cứ ai để có thể đuổi theo những người xung quanh. Thứ ba, bi quan. Đó lại là một cực đoan khác, trái ngược hẳn với điều số 1. Người hay lo nghĩ sẽ tích thành tâm bệnh, luôn chần chừ, không quyết đoán đối diện với vấn đề. Cứ mãi chờ đợi vô vọng một điều gì đó. Khi người khác đang tiến về phía trước, thì họ vẫn tần ngần ngồi nghỉ giữa con đường, mơ tưởng những thứ hão huyền, nhưng không bao giờ ra tay hành động. Họ thấy đoạn đường phía trước thật xa, nhưng không đủ dũng khí bước đi. Đó hoàn toàn là một sự thất bại. Thứ tư, thói thất tín. Sự tin tưởng là nền tảng căn bản của việc đối nhân xử thế. Đó là một nhân cách đáng quý của con người.
mà chúng ta có dùng tiền cũng không mua được. Thế nhưng, ngày nay người ta lại coi lời hứa không đáng giá một đồng. Lời nói chỉ là gió bay. Giấy tờ cũng có thể làm giả từ văn bằng, công văn, giấy chứng nhận và các loại hợp đồng. Họ không lường trước được những hậu quả khôn lường có thể phải gánh chịu. Đó không chỉ là chế tài về pháp luật mà còn là sự bất tín, mất niềm tin và lòng nghi kỵ luôn theo chân họ từ đó về sau. Từng lời họ nói, từng hành động họ làm, từ trước đều trở nên vô nghĩa, về sau lại càng không ai tin tưởng. Cho nên đừng bao giờ để người khác mất lòng tin vào bạn. Bởi khi người khác tin bạn, đó chính là giá trị của bạn trong lòng người đó. Thất tín chính là sự phá sản lớn nhất của đời người. Thứ năm, sự tự mãn. Càng tiếp xúc với những người đẳng cấp, bạn sẽ càng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Khách quan mà nói, có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân chính là hiện thân của trí tuệ. Thế nhưng, không ít người chưa nhận thức được điều này. Họ tìm mọi cách che giấu khuyết điểm mà chỉ thổi phồng những gì đang có. Nên nhớ rằng, ranh giới giữa sự tự tin và tự mãn rất mỏng manh. Càng có thói quen chủ quan và ảo tưởng về bản thân, họ sẽ càng tụt hậu, thậm chí trở thành ếch ngồi đáy giếng. Con người có thể bỏ một năm, 10 năm hay nhiều hơn thế để xây nên thành công. Nhưng tính tự mãn như một liều thuốc độc có thể giết chết thành công đó chỉ trong tích tắc. Mỗi người chúng ta phải biết quản trị, kiểm soát bản thân và phải có hướng đi, sự kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thứ sáu, sự nóng nảy. Nóng nảy không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, chúng còn khiến bạn rước thêm họa vào thân, thậm chí đánh mất tính mạng. Hãy nhớ rằng, nhịn được cơn tức một lúc mới tránh được mối lo trăm ngày. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi nóng. Còn nếu bạn sai, bạn không có quyền nổi nóng. Hiểu thấu điều này mới là người thực sự khôn ngoan. Thứ bảy, không chịu nổi sự cô đơn. Trên thế giới này, chẳng ai là có thể kề vai sát cánh với bạn cả đời, bao gồm cả cha mẹ, càng không thể nói tới bạn bè hoặc người yêu. Vậy nên, bạn phải biết cách dựa vào chính mình, tự lực cánh sinh. Chỉ khi làm được điều đó, người ta mới dần dần trưởng thành trong gian khổ, bước đi những bước vững chắc trong đời. Đừng để những thứ tình cảm u buồn quấn chặt lấy bước chân. Hãy ngẩng mặt lên, bầu trời tinh tú hãy còn ở trên đầu bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người đã và đang hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn. Họ hầu như không chịu dành thời gian nhìn nhận nó có tốt hay không để còn điều chỉnh lại những thói quen của mình. Và sau đây là những thói quen tốt để giúp đời người thành công và giàu có hơn. Thứ nhất, hãy tập luyện các thói quen tốt hàng ngày. Thói quen tốt là chính nền tảng của sự thành công và giàu có. Để vươn lên, bạn cần điều chỉnh lại ngay những thói quen không tốt của mình và bắt đầu ngay những thói quen tốt. Bạn có thể thấy ở bất kỳ đâu, người sở hữu những thói quen tốt đều trở nên thành công. Thứ hai, chăm sóc sức khỏe. Tất cả công việc bạn đang làm đều cần có nó. Mỗi ngày, người thành đạt đều tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn là vô cùng quan trọng. Tập thể dục có thể trở thành một thói quen thường nhật, cũng như tắm rửa. Những người tập thể dục đều đặn sẽ tích lũy được nhiều năng lượng để hoàn thành các kế hoạch đặt ra. Thứ ba, tự hoàn thiện bản thân. Người thành công luôn tìm cách để tự hoàn thiện bản thân mình. Họ đọc sách mỗi ngày và học hỏi để nâng cao chuyên môn. Họ không bao giờ lãng phí thời gian,
cho những việc không giúp mình tiến gần mục tiêu. Người thành đạt biết rằng thời gian là tài sản vô cùng quý giá và chỉ nên được sử dụng cho công việc của mình. Tự hoàn thiện chính là cam kết thực hiện các hành động để rèn luyện bản thân mình. Hãy tìm cách mở mang vốn hiểu biết. Điều này không hề dễ dàng. Nhưng con người chỉ có thể trưởng thành từ những thử thách. Khi đã có kiến thức, cơ hội sẽ tìm đến bạn. Thứ tư, xây dựng các mối quan hệ. Người thành công thường là tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Họ dành một phần thời gian của mình để thắt chặt tình bằng hữu và thiết lập các mối quan hệ lâu dài. Họ luôn chủ động tiếp xúc và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đáp trả. Có người từng nói, âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới là tên của chính mình. Vì vậy, hãy cố gắng nhớ tên của tất cả những người bạn gặp. Hãy tự hỏi, chẳng lẽ bạn không ấn tượng với một ai đó nhớ tên của mình à? Đó là cách hữu hiệu để tạo dấu ấn và sự khác biệt cho bản thân. Thứ năm, giữ quan điểm tích cực. Hầu hết người thành công đều là những người lạc quan, nhiệt huyết và năng động. Họ luôn nhìn vào điểm tốt của bản thân và người khác. Với họ, các vấn đề chính là những cơ hội đang chờ được khám phá. Mỗi ngày, chúng ta đều bị ngập trong vô vàn tin tức về những chuyện không hay đang xảy ra. Người thành đạt sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những tin tức kiểu này. Thay vào đó, họ nuôi dưỡng tâm hồn mình với những suy nghĩ tích cực từ trong sách. Thứ sáu, có nếp sống điều độ. Bạn sẽ đạt được sự cân bằng trong cuộc sống nếu biết sinh hoạt điều độ. Điều này có nghĩa là sắp xếp các hoạt động làm việc, ăn uống, tập thể dục, uống rượu, xem tivi, lướt web một cách khoa học. Như thế, mọi người sẽ thích kết giao với bạn. Khi họ đã thích bạn, bạn sẽ có nhiều cơ hội trong việc hợp tác kinh doanh để làm lợi cho công việc của mình. Thứ bảy, chi tiêu hợp lý. Người giàu luôn cố gắng tránh bội chi. Trong khi đó, rất nhiều người khác lại đang vật lộn với các khó khăn tài chính do chi tiêu quá khả năng. Họ tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được và rơi vào cảnh nợ ngập đầu. Nếu bạn đang ở trong tình trạng này, hãy thay đổi ngay để có thể kiểm soát tốt tài chính của mình. Thứ 8. Nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn. Bạn luôn học được điều gì đó khi lắng nghe người khác. Đó là lý do vì sao con người có hai tai nhưng lại chỉ có một cái miệng. Việc chú ý lắng nghe người khác không chỉ hữu ích cho bạn mà còn làm lợi cho công việc của bạn. Khi chú tâm tới những gì người khác nói, bạn sẽ có thể giúp đỡ họ tốt hơn. Thứ 9. Trấn áp nỗi sợ. Những người thành công sẽ không cho phép nỗi sợ kìm hãm sự phát triển của mình. Hãy nhìn nhận lại những nỗi sợ của bản thân và tìm cách vượt qua chúng. Bạn nên tham khảo người mình ngưỡng mộ hoặc học hỏi trong tiểu sử của những người giàu để xem họ đã vượt qua nỗi sợ như thế nào.